Xin kính chào quý vị, hãy cho mình đang có mặt ở khu Bảy Hiền, Tân Bình, Sài Gòn. Khu làng dệt vải của bà con người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng vô đây năm 1954 quý vị. Tối ngày 6 tây tháng 2 năm 2018. Ngày xưa đi dọc theo mấy đường này là nghe tiếng thôi đưa dệt vải đó. Bây giờ hiếm rồi, vì dệt công nghiệp nó lấn át. Và khu Tân Bình này nổi tiếng là may gia công, tức là mỗi hộ gia đình người ta nhận quần áo về người ta may, sau đó chở ra chợ Tân Bình bỏ mối. Đây là đường Võ Thành Trang, phường 11 Tân Bình. Ngày hôm nay trời Sài Gòn trở lạnh cái gì, độ bây giờ khoảng 27 độ C. Rồi về khuya sáng qua xuống còn 22 độ lạnh. Tối nay có vẻ ấm hơn tối ngày hôm qua. À, hôm rồi người ta treo đèn Noel cái gì, kéo dài qua Tết Tây, giờ qua tới Tết âm lịch rồi nè. À, ngày mốt đã là Tết ông Táo gì, 23 tháng Chạp rồi. Còn 9 ngày nữa là đón giao thừa Tết Mậu Tuất. Bên phải đây là đường Bầu Cát một cái gì. Trần Mai Ninh cái gì, rẽ vô chợ Bà Hoa đó. Chợ nổi tiếng bán đồ ăn xứ Quảng. Xe chạy nghe nó lạnh lạnh ấy. Rồi bên phải là đường Bầu Cát, người ta sổ bán quần áo Tết. Dọc từ đây có rất nhiều quán kem, quán cà phê, quán ăn. Trương Công Định cái gì? Em, vì yêu như
là đường Ba Vân đó. Bây giờ cháu hàng bán vé số đó, tới giờ này vẫn còn đứng bán. Giờ bắt đầu vô hẻm Sài Gòn về đêm. Đây là đường Trịnh Minh Châu ấy, thuộc phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Giờ là đường Tân Sơn Nhì quý vị. Đường Gò Dầu, bên tay trái có lẩu dê Minh Tuấn quẹo vô cái hẻm ngon lắm. Có cái ghế đá ngồi chờ đó. Nhớ gì. Ok, bữa nay cái gì, hẹn gặp lại clip tiếp theo. See you tomorrow.